Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình ai góp nhận tóc cần Boy Fantasy. Để tham gia giá hôm nay với clip phần link mô tả mà tôi ra muốn sẽ tắt cái chatbot này bạn. Và lưu cái trang này bạn. Con này là HC AB. Rồi mình tham gia chương trình ai góp này mình sẽ nhận được 0.5 tóc cần có cái hiệu Boy khoảng 35 đô các bạn cho dự án này. Rồi bạn bấm vào continue qua, mình chưa biết lý sàn nào luôn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller, 3 kênh các bạn. Một kênh. Con này nó sẽ list sàn nào ta? Rồi các bạn mới đáp đi các bạn. Rồi các bạn join kênh group các bạn. Rồi như vậy là nó có một kênh rồi các bạn ơi. Các bạn mới đáp lên nha bạn. Chết bà đó mất tiêu luôn người ta. Twitter thì các bạn like và tweet 3 người bạn cho tweet đầu tiên nha bạn. Hai kênh tweet thì các bạn theo dõi hai kênh nha các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn tweet lên nè các bạn. Thích dẫn như tao quyết nha bạn. Rồi các bạn ghi ra cộng Minh. A cộng Go. Cộng Ina, A cộng Goku. Rồi các bạn tao quyết lại nha bạn. Rồi, bấm submit đi tên các bạn. Rồi, tiếp tục bấm done. Rồi, tiếp tục gửi các bạn gửi lại link profile username của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn mở tờ Twitter ra, các bạn copy các bạn. Mở tờ Twitter mình ra nha các bạn. Các bạn chờ một chút xíu nha bạn. Các bạn nhập vào ba chữ gạch nè, nhập vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ bao gạch, bấm vào chia sẻ nè, bạn sẽ chép lên tại Twitter nha bạn. Sao chép thì có ai góp với làm biết đâu phân phối nha các bạn. Thì mình thì cũng không có thấy thích chạy nền tảng ngay xe thì mình có phân phối nha các bạn, cái này khá là cao nên tôi cần nghe th nó cao lắm nha các bạn, nên mình cố gắng làm. Rồi bạn gửi các bạn. Còn chạy như John thì tôi cần nó không có. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ ETH trên địa chỉ YouTube Wallet, MySell Wallet. Các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Các bạn bấm đòn nha các bạn. Bấm reset nha bạn. Ok, các bạn bấm vào sao tiếp nha bạn. Mình đã nhận được 0.5 token boy nữa các bạn. Vậy video bạn nên ghép chia sẻ cho bạn bè những người thân nó kiếm thêm token các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.